Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây tiếp tục phần 2 lễ đưa tang chị Trần Thị Bích Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng. Và tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là chị lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, chồng con đã hết lòng cứu chữa, song vì bệnh quá nặng, chị đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Và hiện nay cũng đã tới giờ làm lễ đưa tang để tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Và mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Và các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Miếng ăn ngon
con được nũng nịu, con được ước ao biết bao điều. Thế mà ngày hôm nay mẹ ơi, mẹ lỡ dứt tình, mẹ bỏ chúng con đã vất vả, mẹ chăm lo cho cuộc sống đi, từng bát cơm chén nước ở trong nhà, ngày hôm nay mẹ ơi sao mẹ lại bỏ lại chúng con còn bé nhỏ, con đã biết gì mà mẹ lánh mình mẹ đi đâu, mẹ ơi mẹ có biết không, từ nãy con thua bàn kém mẹ, con khổ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đẻ cho chúng con này phải mồ côi, mẹ mất rồi, con thương mẹ lắm mà chẳng biết làm sóc cho các con thì biết bao điều. Mẹ ơi trên đời này con chỉ mong là chỉ mong là con đi còn vẫn ngây thơ, nào đã biết gì mẹ ơi, từ mai con đến trường đến thương mẹ ơi. Bố mẹ người ta, mẹ ơi sáng đi ra thì đưa con đến trường, còn cả có mẹ như ngày nào mẹ vẫn cứ con đi, mẹ vội đi đâu
mất đi mẹ thân rồi, con biết dựa vào có ai yêu chiều, con ngập ngùi con khổ quá mẹ ơi. Vinh nghĩa tiễn mẹ đi về nơi suối cho gia đình, hãy độ trì cho các